soi chiếu với 25 biểu hiện mà chỉ thị 24 đã ban hành, Đảng ủy phường Cát Linh, quận Đống Đa nhận định tình hình chấp hành kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường còn việc có lúc có nơi chưa nghiêm, chưa tốt, dẫn đến công tác tham mưu có việc có lúc thiếu chủ động, thiếu sáng tạo. Khắc phục những biểu hiện này, Đảng ủy phường Cát Linh, quận Đống Đa đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường với phương châm 2 dám 3 tích cực. Với công việc của chúng tôi là tiếp dân thì như là làm dâu trong họ ấy. Thì khi mà công dân có những cái vướng mắc gì mà chưa biết người ta thắc mắc thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ và cần bổ sung những giấy tờ gì thì chúng tôi sẽ yêu cầu bổ sung. Quán triệt cái phương châm hành động trong giải quyết công việc mà nói gọn, nói tắt là 2 dám 3 tích cực đấy. Thì một là tinh thần, thái độ, nhận thức về nhiệm vụ được giao của lãnh đạo cũng như của cán bộ, các cái thành viên trong hệ thống chính trị ở phường Cát Linh là nó được nâng lên, có những cái chuyển biến rất là tích cực. Thế thì từ đó là hoạt động của các cái cơ quan nhà nước trên địa bàn, ví dụ như Ủy ban dân phường, rồi các cái bộ phận liên quan như bộ phận một cửa, bộ phận tư pháp, bộ phận lao động, thương binh xã hội, bộ phận địa chính v.v. đều có những cái chuyển biến. Cụ thể hóa chỉ thị 24, phường Quan Hoa đã tập trung đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức bộ phận một cửa. Việc ứng dụng công nghệ, sử dụng các phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp, tạo không gian làm việc linh hoạt, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân và tổ chức, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Công dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa, kết quả phải được thuận lợi và nhanh chóng nhất, và cái sự hài lòng của nhân dân thì cũng là cái niềm vui của chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng xác định là tất cả các cái công dân đến khi mà liên hệ đối với bộ phận một cửa thì đều có xin phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân dân. Thì chúng tôi cũng đã xác định đối với cái phương châm là rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả và rõ kết quả. Thì trên cái cơ sở, cái địa bàn của phường thì trong những cái năm vừa qua khi thực hiện chỉ thị 24 thì cũng đã thu được rất nhiều những cái kết quả hết sức đáng khích lệ. Và đặc biệt là trong hệ thống chính trị thì không có những cái tổ chức cơ sở đảng hay không có những cái chi bộ mà vi phạm những cái quy định của đảng. Cũng như là trong hệ thống chính trị của phường thì luôn luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc tổ chức thực hiện chỉ thị 24 là nhiệm vụ có tính quyết định, là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả, công tác lãnh đạo chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị. Một năm qua, các cấp ủy chính quyền từ thành phố xuống tới cơ sở đã thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 18 phường thì được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận xem xét, đánh giá hàng tháng. Thế và căn cứ vào đây thì để chúng tôi có cái đánh giá xem xét cái kết quả hàng năm. Thế và trong đó những trường hợp mà chưa hoàn thành hoặc là thực hiện công vụ chưa hiệu quả thì cũng được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, và có những trường hợp đặc biệt thì cũng sẽ phải xem xét trách nhiệm. Những chuyển biến bước đầu qua một năm thực hiện chỉ thị 24 đã góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.